Clickbait đồng hành cùng video này, tin cực nóng dành cho các anh em đang sử dụng iPhone 12 lock. Hiện đã có ICC ID mới nhất giúp sửa tất cả các lỗi trên iPhone 12 lock lẫn iPhone 12 Pro Max lock. Đặc biệt hơn, sau khi fix có thể bỏ SIM ghép ra khỏi máy lock, vẫn có thể dùng bình thường giống hệt máy quốc tế, không lo rớt sóng, không lo vang active. Clickbait hiện đã về cực nhiều iPhone lock mới nguyên siêu giá siêu rẻ, chỉ bằng một nửa giá máy quốc tế, tặng SIM ghép fix full lỗi. Tham khảo ngay tại clickbait.com.vn. Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, iPhone 13 có tên chính thức là iPhone 12s. Còn khá lâu nữa thì Apple mới tiếp tục cho ra mắt iPhone 13, nhưng hiện tại thì một số thông tin rò rỉ đã được tiết lộ. Theo nguồn tin từ Nhật Bản, iPhone 13 sẽ không có thay đổi thiết kế so với iPhone 12 và có thể được coi là một phiên bản iPhone 12s. Apple đã thay đổi thiết kế của những chiếc iPhone 12 khi ra mắt vào mùa thu năm ngoái. Do đó mà iPhone 13 sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về thiết kế. Apple có kế hoạch sử dụng lại thiết kế hiện có trên cả 4 mẫu iPhone 13 sẽ ra mắt trong năm nay. Điều đó có nghĩa là Apple sẽ ra mắt iPhone 13 mini 5,4 inch, iPhone 13 và 13 Pro 6,1 inch, cuối cùng là iPhone 13 Pro Max 6,7 inch. Tất cả sẽ có thiết kế giống hệt với người tiền nhiệm của chúng. Cụm camera sau cũng sẽ không thay đổi. Nhưng nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ rằng Apple sẽ trang bị một tấm kính sapphire ở phía trên giúp bảo vệ các ống kính camera. Tấm kính sapphire này sẽ có màu giống với màu của mặt lưng. Với những thay đổi tối thiểu về thiết kế như vậy thì iPhone 13 nhiều khả năng có thể được ra mắt thị trường với tên gọi là iPhone 12s. Apple thường ra mắt phiên bản S 2 năm một lần, nhưng trong vài năm gần đây thì không còn nhất quán như vậy nữa. iPhone 7s đã bị bỏ qua để chuyển thành iPhone 8 vì Apple chuyển từ nhôm sang kính. Năm 2018, Apple lại ra mắt iPhone XS với thiết kế giống hệt với iPhone X. Tuy nhiên, iPhone 11s lại bị bỏ qua để chuyển thành iPhone 12 do thiết kế thay đổi. Với việc ra mắt iPhone 13 mà không có thay đổi về thiết kế, rất nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản S của năm 2021. Apple sẽ thực hiện một số nâng cấp nhỏ trên camera của iPhone 13, bao gồm cả 4 mẫu iPhone 13 đều sẽ có cảm biến LiDAR. iPhone 13 Pro được nâng cấp camera tele zoom 2.5x, camera true depth mới nhỏ hơn, nhưng không đồng nghĩa với rãnh tay thỏ sẽ hẹp hơn. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, lộ diện Huawei P50 chính thức với thiết kế giống Samsung. P50 sẽ là thế hệ flagship tiếp theo của Huawei vào đầu năm nay. Theo GeekChina, Huawei P50 sẽ có màn hình cong hai bên viền tương tự như Galaxy S20 của Samsung. P50 Pro sẽ tiếp tục sử dụng màn hình thác nước tương tự thiết kế trước. Riêng chiếc P50 Pro Plus có thiết kế đột phá nhất khi được trang bị màn hình viền mỏng và cong cả bốn cạnh. Khác với camera trước hình viên thuốc của các model dòng P trước đây, Huawei sẽ trang bị camera dạng đục lỗ và đặt ở chính giữa tương tự Galaxy S và Note mới của Samsung. Thiết kế này được đánh giá là giúp tổng thể máy đẹp hơn, cũng như là tăng diện tích hiển thị trên màn hình. Một hình ảnh render khác về thiết bị được cho là của Huawei P50 Pro cho thấy máy sẽ có hệ thống camera tương tự như P40 Pro. Cụm camera này có tổng cộng 4 ống kính, bao gồm một ống kính tele. Một số tin đồn trước đó cho biết Huawei có thể sử dụng công nghệ thấu kính lỏng cho một trong các ống kính camera của P50 Pro. Đây là công nghệ camera mới nhất, cho phép lấy nét ở tốc độ mili giây giống mắt người. Huawei thường ra mắt smartphone cao cấp dòng P vào đầu mỗi năm. Dòng P50 dự kiến được trang bị chip xử lý Kirin 9500 nm giống dòng Mate 40. Dù vậy, do thiếu nguồn cung chip bởi Mỹ cấm vận, có thông tin cho rằng hãng điện thoại Trung Quốc có thể chuyển sang chip do MediaTek cung cấp. Kirin 9000 là chip mới nhất của Huawei, được sản xuất trên tiến trình 5 nm. Chip này có 15,3 tỷ bóng bán dẫn, nhiều hơn 30% so với Apple A14. Giới chuyên gia dự đoán 2021 là năm tác động lớn đến hãng điện thoại Trung Quốc khi hàng loạt lệnh cấm của Mỹ khiến hãng không thể sản xuất chip cho smartphone mới. Richard Yu, người đứng đầu mảng kinh doanh và tiêu dùng của Huawei, từng thừa nhận lệnh cấm có thể khiến mảng bán dẫn HiSilicon không thể tiếp tục sản xuất chip di động, và dòng Mate 40 ra mắt năm ngoái có thể là những smartphone cuối cùng của hãng được trang bị chip Kirin 9000. Hãng sẽ không thể sản xuất bất kỳ chip xử lý nào khác, trừ khi lệnh cấm được Mỹ dỡ bỏ. Cuối tháng 8, Nikkei Asian Review tiết lộ Huawei đã cố gắng tích trữ càng nhiều chip càng tốt trước 0 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2020, thời điểm lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực. Còn theo GeekChina, đối với TSMC, chỉ đáp ứng được khoảng 8,8 triệu chip Kirin trên tổng số 15 triệu chip Kirin 9000 mà Huawei đặt hàng. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Samsung sắp ra mắt smartphone có camera 200 MP. Theo Ice Universe, tài khoản Twitter đưa ra nhiều dự đoán chính xác về các thiết bị di động chưa ra mắt. Cảm biến thế hệ mới sẽ xuất hiện trên các mẫu điện thoại của Samsung trong năm nay. Tuy nhiên, chuyên gia tin đồn này không đề cập đến thiết bị dùng cảm biến này, cũng như thời gian ra mắt cụ thể. Trong năm 2020, Samsung đã thành công với một số sản phẩm dùng cảm biến ISOCELL 108 MP do hãng tự phát triển. Các model như Galaxy S20, Galaxy Note 20 hay một số smartphone Xiaomi trang bị cảm biến này
và được giới công nghệ đánh giá cao về khả năng chụp ảnh. Theo một số dự đoán thì cảm biến 200 megapixel có thể xuất hiện trên smartphone Samsung trong nửa sau năm 2021. Trong khi đó, dựa theo những tin đồn gần đây, loạt Galaxy S21 sắp ra mắt chỉ được trang bị camera chính độ phân giải là 108 megapixel như hai đàn anh Galaxy S20 và Note 20. Trước đó, Ice Universe cũng tiết lộ rằng Samsung đang phát triển cảm biến camera cho smartphone với độ phân giải tới 600 megapixel. Đầu năm 2020, Phó Chủ tịch phụ trách mảng cảm biến ảnh của Samsung, John Kim Park, từng úp mở về việc sẽ phát triển cảm biến ảnh vượt xa mắt người. Theo lý thuyết, độ phân giải của mắt người là vào khoảng 576 megapixel. Và như vậy thì vừa rồi cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho tất cả anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.